Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta học bảng chữ cái. Chúng ta bắt đầu học âm A. 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 Bờ. 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 Cờ. 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 Giờ. 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 Đờ. 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 E. 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 Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc lại bảng chữ cái ở dòng đầu tiên. A. 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 Á. Ớ. Ớ. Bờ. Bờ. Cờ. Cờ. Giờ. Giờ. Đờ. Đờ. E. 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 A. A. G. 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 H. 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 Hay ta có thể đọc là H. 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 Y. 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 K. 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 L. 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 M. M.
M N N N. Bây giờ cô và các con hãy đọc lại dòng thứ hai một lần nữa. A A G G H H. Hay ta có thể đọc là H H I I K K L L M M N N A A A O O O Ơ Ơ Pờ 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 Quy 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 R R R S S S tờ tờ tờ. Các con cùng cô đọc lại dòng thứ ba một lần nữa. O O O O Ơ Ơ Pờ Pờ Quy Quy Rờ Rờ Sờ Sờ Tờ Tờ Ô Ô O Ơ Ơ Ơ Vờ Vờ
Sờ. 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 Y. Y. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu ngã. Dấu ngã. Dấu ngã. Dấu nặng. Dấu nặng. Dấu nặng. Dấu sắc. Dấu sắc. Dấu sắc. Dấu huyền. Dấu huyền. Dấu huyền. Bây giờ các con cùng cô đọc lại dòng thứ tư. U. U. Ư. Ư. Vờ. Vờ. Sờ. Sờ. Y. Y. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu ngã. Dấu ngã. Dấu nặng. Dấu nặng. Dấu sắc. Dấu sắc. Dấu huyền. Dấu huyền. Dấu cộng. Dấu cộng. Dấu cộng. Dấu trừ. Dấu trừ. Dấu trừ. Dấu nhân. Dấu nhân. Dấu nhân. Dấu chia. Dấu chia. Dấu chia. Dấu bé. Dấu bé. Dấu lớn. Dấu lớn. Dấu bằng. Dấu bằng. Dấu bằng. Dấu khác. Dấu khác. Dấu khác. Cô sẽ chuyển xuống phần số.
Các con sẽ được học các số. Số 0. Số 0. Số 0. Số 1. Số 1. Số 1. 2. 2. 2. Số 3. Số 3. Số 3. Số 4. Số 4. Số 4. Số 5. Số 5. Số 5. Số 6. Số 6. Số 6. Số 7. Số 7. Số 7. Số 8. Số 8. Số 8. Số 9. Số 9. Số 9. Cô sẽ đọc lại các số. Số 0. Số 0. Số 1. Số 1. Số 2. Số 2. Số 3. Số 3. Số 4. Số 4. Số 5. Số 5. Số 6. Số 6. Số 7. Số 7. Số 8. Số 8. Số 9. Số 9. Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc lại bạn chữ cái một lần nữa. Chúng ta cùng đọc nè. A. 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 Ơ. Ơ. Bờ. Bờ. Cờ. Cờ. Giờ. Giờ. Đờ. Đờ. E. E. Ê. Ê. G. G. Hờ. Hờ. Y. Y. K. K. L. L.
Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu ngã. Dấu ngã. Dấu nặng. Dấu nặng. Dấu sắc. Dấu sắc. Dấu huyền. Dấu huyền. Dấu sắc và dấu huyền còn được gọi là thanh sắc và thanh huyền. Dấu cộng. Dấu cộng. Dấu trừ. Dấu trừ. Dấu nhân. Dấu nhân. Dấu chia. Dấu chia. Dấu bé. Dấu bé. Dấu lớn. Dấu lớn. Dấu bằng. Dấu bằng. Dấu khác. Dấu khác. Số không. Số không. Số một. Số một. Số hai. Số hai. Số ba. Số ba. Số bốn. Số bốn. Số năm. Số năm. Số sáu. Số sáu. Số bảy. Số bảy. Số tám.
số 8, số 9, số 9. Bài học bảng chữ cái, các dấu, các số của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các con nhớ ấn nút đăng ký hoàn toàn miễn phí để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.